Đường Quân Hoan, tác giả Ánh Yêu. Tập 83. Tôi giả kiết trở tay giữ chặt cổ tay cô ta, có chút mơ hồ, lại có chút khó tin. Trọng chỉ là muốn tìm ra thích khách, có liên quan gì đến tin hay không tin nè. Thi Tiệp Dư không ngừng lắc đầu, cô ta tất nhiên biết rõ mục đích lần này hoàng đế tiến đến. Cô ta không ngờ rằng cô giả kiết sẽ lấy cái cớ như vậy để lục soát. Ban đầu là mình liều mạng quán đổi thánh chỉ, vậy mà hôm nay hắn hoài nghi đến trên người mình. Hoàng thượng, trong cảnh già cung vốn không có thích khách. Hoàng thượng, có phải người đã nghe ai đó nói gì bậy bạ, thần thiếp quan uổng? Tầm mắt oán hận rơi lên trên người Phong Phi Duyệt, cô ta cắn răng níu chặt cánh tay nam tử. Hoàng thượng, người tin thiếp, thần thiếp không cầu gì cả, chỉ cầu người tin thiếp. Thi Tiệp Dư, nàng quá tùy hứng rồi. Cô Giả Kiết đột nhiên lửa giận ngút trời. Tối nay cô ta tựa hồ như muốn cố tình gây sự, càng nhiều hơn là sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn nam tử cứng đờ. Đào Tâm lo lắng kéo nhẹ tay áo cô ta, hai mắt Thi Y Đình lóe lên, hoàng hồn, dường như đã trải qua mấy kiếp người. Cô ta khác thường như vậy là vì cô ta biết cô Giả Kiết đã càng lúc càng xa rồi. Không nắm giữ được nữa, thật sự một chút cũng không nhìn thấy nữa rồi. Bây giờ, Phi Duyệt lần nữa quay lại hoàng cung, càng khiến hy vọng ban đầu của cô ta tan thành mây khói. Thấy hoàng đế trách cứ, cô ta không cam lòng buông tay, đôi mắt như hồ thu đã ngập tràn nước mắt. Đầu mày nam tử nhíu chặt, hắn ngồi xuống, nghĩ rằng Thi Tiệp Dư không tranh giành, càng sẽ không đòi hỏi cái gì ở mình. Hắn cho rằng cô ta không giống như những phi tần khác, nhưng mà loại cảm giác này đang dần dần tiêu tan. Trong điện truyền đến âm thanh lùng sục tứ phía, không khí lần nữa yên tĩnh, khẩn trương đến dọa người. Phi Duyệt mím chặt môi trái tim, con người đầy ai oán của Thi Tiệp Dư rơi thẳng lên người nàng. Thấy vậy, nàng dài bước đi đến bên cạnh hoàng đế, khóe miệng nhà công, thản nhiên cười với cô ta. Bấm hoàng thượng, không phát hiện thấy bóng dáng thích khách. Người lâm quân tìm kiếm một hồi tiến lên bẩm báo. Bấm hoàng thượng, bên này cũng không có. Bọn họ biết thứ hoàng đế muốn tìm là một phần thánh chỉ, về phần nội dung cũng không hề biết, chỉ là tra xét một vòng, từ hồ cũng không có trong cảnh giả cung. Hai tay Phong Phi Duyệt khép chặt vạt áo trước, giờ đây dự tính xấu nhất chính là thánh chỉ đã rơi vào tay Thất Duệ. Tuấn nhan cô Giả Kiết âm trầm, sắc mặt dọa người, tay mềm khẽ rơi lên đầu vai nam tử. Chuyện này dù sao cũng không thể làm lớn. Phi Duyệt vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái, hoàng đế cố nén tức giận, trở tay nắm chặt tay nàng, sau đó đứng dậy. Mười ngón tay lạnh như băng đan xen, cùng trấn an đối phương không nên kinh hoảng, bình tĩnh ứng phó. Hoàng thượng, hoàng thượng, nếu như trong tẩm điện của thần thiếp không có thích khách. Hoàng thượng, nhìn bóng lưng hắn xoay người thì tự như đuổi theo một bước. Vì sự an toàn của hậu cung, thần thiếp cảm thấy nên tra xét những nơi khác nữa. Phi Duyệt dừng bước, đứng trong viện tử cạnh già cung nhìn lại phía sau. Ánh mắt Thi Tiệp Dư đối diện thẳng với nàng, được Đào Tâm đỡ đi ra. Cô Giả Kiết nhìn cô gái đi xuống thềm đá, đứng trước mặt hai người. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, chỉ thấy già thị vệ đè ép một tiểu thái giám đi thẳng về phía này. Thăm kiến hoàng thượng, thuộc hạ phát hiện tên này lén lén lút lút từ trong Phượng Liễm Cung đi ra. Hành tung thực sự rất đáng nghi. Giả lại, lúc gặn hỏi thì ấp a ấp úng. Theo như nha hoàng hầu hạ ở Phượng Liễm Cung nói, tên này là kẻ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu nương nương. Phong Phi Duyệt đi lên trước, vừa dặn tên kia ngẩng đầu lên. Tiểu hỷ tử. Nô, đô tại tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tiểu thái giám tên tiểu hỷ tử bụt một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu xuống mặt đá xanh không chịu ngẩng lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Cô Giả Kiết lạnh mắt liếc nhìn, tiểu hy tử này đã hầu hạ ở Phượng Liễm Cung nhiều năm, những quy tắc nên biết, hắn chắc nên rõ hơn hẳn bất kỳ ai khác. Hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, trẫm liền lột hết da trên người ngươi xuống.
Tiểu thái giám bị dọa sợ co quắp cả người lại, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống trán. Nói! Thì vậy bên cạnh dùng sức đá vào thắt lưng hắn một cước. Tiểu hy tử lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ quỳ một chỗ. Cặp mắt né tránh nhìn quanh bốn phía. Bấm hoàng thượng, nô tài, nô tài. Khi được thấy ánh mắt của Thi Tịch Dư cùng hắn giao nhau một khắc, trong lòng chợt trầm xuống, xuất hiện dự cảm chẳng lành. Tiểu hy tử run rẩy đáp lời, lại có một giọt mồ hôi như hạt đậu chảy xuống gò má. Nô tài là phụng mệnh nương nương, đem một vật bỏ vào Phượng Liễm Cung. Hoàng thượng, chuyện không liên quan tới nô tài, nương nương nói chỉ cần bỏ vào trong đó, tự nhiên sẽ có người đến lấy. Nô tài to gan, bổn cung đã nói những lời như vậy khi nào? Phi Duyệt giơ một ngón tay chỉ thẳng tên thái giám quỳ dưới đất. Cô Già Kiết liếc mắt nhìn thẳng, trong đôi mắt càng không nhìn ra được chút tâm tư nào. Thanh âm ôn nhu rồi lại có chút hờ hững hỏi. Là vật gì? Nô tài không nhìn thấy rõ. Thứ được giải gấm bao bọc chắc là thứ gì đó giống như thư tín. Nương nương dặn dò phải động thủ lúc hoàng thượng cùng thái hậu đi đến hoàng lăng. Nô tài không biết thứ đồ kia rốt cuộc là từ đâu mà đến. Chỉ biết là một người bịt mặt trộm được, sau đó giao cho nô tài. Hoàng thượng tha mạng, nô tài chỉ là làm việc cho nương nương mà thôi. Tiểu hy tử không ngừng dập đầu, âm thanh tráng đập vào mặt đất cực kỳ chói tai. Phi Việt Như bị sát đánh, trăm miệng cũng khó giải thích. Không ngờ Thi Tiệp Như sẽ phản giáo một kích đã sớm bài trí từ trước. Hoàng đế chắp tay sau lưng, gương mặt tuấn tú với ánh đêm nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ vật đó vẫn còn ở trong Phượng Liễm Cung. Bẩm hoàng thượng, nô tài vừa mới bỏ vào, liền bị mang đến gặp hoàng thượng. Tiêu Hí Tử vội vàng bật dậy, thân sắc cô Già Kiết vốn đang u ám, nghe hắn nói như vậy thì có chút hòa quản. Nếu thực sự là vậy, ít nhất thánh chỉ vẫn còn ở đó. Mọi người đi theo tiểu thái giám kia trở về Phượng Liễm Cung. Toàn thân Phi Duyệt như rơi vào hầm băng, đứng sừng một chỗ không nhúc nhích. Bước chân hoàng đế khựng lại, xoay người giương tay kéo cổ tay nàng lên trước. Phi Duyệt bị kéo lên một bước, động tác đơn giản như vậy lại khiến nàng vui mừng bội phần. Trái tim một mảnh ấm áp, lo lắng bị xua đi. Năm ngón tay phủ lên mu bàn tay nam tử, bước chân trầm ổn theo sát hắn. Thi Tiệp Dư nhìn đoàn người đi ra ngoài, Tào Tâm bên cạnh đỡ cô ta. Nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của cô ta, liền cẩn thận mở miệng. Nương nương, chúng ta trở về thôi. Đây là một vở kịch vui, chúng ta cũng nên đi mà xem. Cô ta khép chặt áo choàng, con người ướt át kia lộ ra vài phần nguy hiểm. Khóe môi như có như không, cong lên đầy gượng ép. Đào Tâm không khỏi rùng mình một cái. Thi Tiệp Dư như vậy, tự hồ có chút không giống với người mà cô biết. Ngay cả một cái nhíu mày, một nụ cười, cũng mất đi cảm giác quen thuộc vốn có. Phượng Liễm Cung. Nhà hoàng thái giám đã quỳ đầy đất. Tiểu hỷ tử bị đẩy lên đầu tiên đi vào trong điện. Đồ giấu ở đâu? Hoàng đế nắm tay Phi Duyệt không buông ra. Tiểu hỷ tử bị thị vệ bên cạnh dùng sức đẩy về phía trước, đứng đó ngắm nghía một hồi, sau đó đạp lên thảm lông mềm mại đi vào nội điện. Ánh nến leo lắc bởi vì mọi người đi tới đi lui mà suýt chút bị dập tắt. Phi Duyệt cùng cô Già Kiết liếc nhìn nhau một cái. Tiểu hỷ tử đem một chiếc ghế đàn hương tới, đặt trước dãy ngăn tủ gần cửa sổ. Hắn đứng lên trên, rướng hai chân, hai tay vừa mới thò vào lục loại, lại chạm phải một khoảng trống không. Gương mặt thoáng chốc lo sợ tới mức tái nhợt. Hắn không buông tha dung tay mò mẫm tới tới lui lui ở bên trên. Bao nhiêu thứ trên giá sách cứ như vậy mà rơi xuống. Cô Già Kiết phát giác ra điều khác thường, trầm giọng hỏi. Đồ ở đâu? Toàn thân tiểu hy tử run rẩy, hai chân không vững trượt té khỏi ghế gỗ. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thi Tiệp Dư nắm chặt cổ tay Đào Tâm, cô ta trợn tròn mắt hạnh, khắp người tứa đầy mồ hôi. Sắc mặt Phi Duyệt ngưng trọng đi lên một bước. Tiểu hy tử nằm rạp dưới đất, run rẩy đến nói cũng không ra hơi. Người đâu? Tháo giá sắt ra. Cô Già Kiết càng siết chặt tay nắm lấy Phong Phi Duyệt. Thì về tiếp lệnh bước nhanh lên trước và ba người hợp lực cùng nhau đẩy kệ tủ nặng nề xuống đất. Rầm một tiếng, Phi Duyệt theo phản xạ lui về sau một bước. Thi Tiệp Dư dương mắt nhìn lên, nhưng sau khi giá sắt rơi xuống vẫn không có vật gì rơi ra cả.
Hoàng thượng! Tiểu hy tử kinh sợ không thôi, lắp ba lắp bắp giải thích. Rõ ràng nô tài bỏ đồ vào trong này, sao không nhớ lầm? Đồ đâu rồi? Trẫm còn phải hỏi người đấy, đồ ở đâu? Giao ra đây! Cô già kiết tiến lên, bàn tay tóm lấy cổ áo hắn xách lên. Nam tử từ tốn phun ra một chữ. Con người hung ác như quỷ sa tăng rơi lên trên người tiểu hy tử. Đối phương chỉ là co rút hai vai, sợ tới mức nước mắt cũng rơi ra ngoài. Hoàng thượng tha mạng, nô tài thật không biết. Cánh môi Thi Tiệp Dư phát run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt như nước. Cô ta lảo đảo một bước, năm ngón tay dùng sức bối chặt vào mép bàn. Sao có thể như vậy? Cô ta rõ ràng đã an bài thỏa đáng. Cô ta không dám nghĩ tiếp nữa. Vốn dĩ trộm thánh chỉ ra cũng chỉ vì phụng mệnh của Thất Duệ. Đến khi cầm vào trong tay rồi, cô ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Cô ta biết hoàng đế tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Bừng cơ hội này lại có thể một hòn đá hạ hai con chim, làm tan rã tín nhiệm của cô giả kiết với Phong Phi Duyệt. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ sẽ đem thánh chỉ giao vào tay kẻ khác. Cô ta chỉ muốn đẩy Phong Phi Duyệt ra ngoài. Nhưng nào ngờ, người tính không bằng trời tính. Thì ra là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Mọi chuyện vượt ra khỏi dự liệu, như thiên lôi giáng xuống, làm Thi Tiệp Dư nửa ngày không thở ra được một hơi. Người lâm quân lục soát chung quanh Phượng Liễm Cung, tiểu hy tử quỳ dưới đất cũng không nhúc nhích. Đám người bận rộn thay phiên nhau tới lui, nhưng thủy chung không tìm được phần thánh chỉ kia. Phi Duyệt nhìn cả đại điện hỗn độn mất trật tự, tâm trí đại loạn. Chuyện này quanh co trúc trắc, kỳ quái nặng nề, ẩn số bên trong không phải ai cũng có thể dự liệu được. Bẩm hoàng thượng, trong Phượng Liễm Cung cũng không có gì khác thường. Thủ lĩnh người lâm quân tiến lên cung kính nói. Cặp mắt mờ mịt của tiểu hy tử lóe lên, hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh nửa ngày trời. Hoàng thượng, là lỗi của nô tài. Đầu óc nô tài nhất thời hỗn độn, vốn không hề có chuyện giấu đồ. Là nô tài dụng miệng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Vừa nói, hai tay hắn dùng sức giã vào miệng mình, lòng ngực hoàng đế phập phồng, tự như đang đè nén lửa giận ngút trời. Phi Duyệt nhìn sang Thi Tiệp Dư bên cạnh, chỉ thấy hai mắt cô ta đờ đẫn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Rút trường kiếm trong tay thì dậy ra, Phi Duyệt chỉ mũi kiếm lên cổ tiểu hỷ tử. Là ai đưa đồ cho ngươi? Hôm nay nếu không khai báo rõ ràng, bổn cung liền giết ngươi ngay. Mũi kiếm bén nhọn gác lên cổ, hắn đã cảm thấy được đau đớn da thịt bị xé rách. Ngón trỏ Phong Phi Duyệt móc lên chui kiếm, lệ khí không hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Ánh mắt quét qua con người đầy âm chí của cô giả kiếp, tiểu hy tử run lẩy bẩy, sống chết cắn răng khẳng định. Là nương nương dặn dò nô tài làm như vậy, nương nương, người cũng không thể không quản. Bất thình lình, một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ cung đình. Thi Tiệp Dư liền hoàng hồn ngay. Chỉ thấy tiểu hỷ tử nắm cánh tay bị chặt đứt không ngừng lăn lộn. Ngự lâm quân bên cạnh hai mặt nhìn nhau, hoàng đế ngồi một bên chỉ là nháy mắt một cái, thân sắc không chút biến đổi. Phi Duyệt nhấc kiếm lên, mũi kiếm dính đầy máu lần nữa hướng về phía tên thái giám. Bổn cung cho ngươi tự chọn, tay hay là chân? Tiểu hỷ tử miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể không ngừng lui về sau, cặp chân quẫy đạp lung tung trên mặt đất. Phi Duyệt từng bước ép sát, đến khi sắp sử dụng kiếm lại cố tình thả chậm động tác. Tiểu thái giám quẩn bách cứ như vậy nức nở khóc toáng lên. Nô tài nói, nô tài nói, nô tài nói. Thì giờ hai bên áp hắn đến trước mặt hoàng đế. Tiểu hy tử quỳ dưới đất, thân thể bởi vì đau đớn đứt lìa mà uống cong lên. Đều là do nô tài nhất thời tham tiền, là giờ đúng lúc thua mấy canh bạc. Chỉ điểm nô tài làm việc là một kẻ bịt mặt. Cô ta không nói gì, chỉ là cho nô tài mấy thỏi bạc, bảo nô tài tối nay giả giờ hốt quản từ trong Phượng Liễm Cung đi ra, còn phải làm cho thị vệ sinh nghi, tiếp theo đến tai hoàng thượng. Lời giải thích giá họa cho nương nương cũng là kẻ đó an bài xong từ trước. Hoàng thượng, nô tài thực sự không biết gì cả, hoàng thượng tha mạng.
Bộ dáng kẻ đó ra sao? Thủ lĩnh thị vệ bên cạnh đặt câu hỏi. Cô ta che mặt, nô tài cũng không thấy rõ. Tiểu hy tử đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bừng tỉnh nói. Kẻ đó chắc chắn là một nữ tử, nô tài nhớ, cô ta còn đeo một chiếc khuyên tai. Thi tiểu dư cả kinh, tay phải giả vờ như lơ đãng vuốt qua lỗ tai. May mà lúc nãy cô ta nghỉ ngơi, đã tháo chiếc khuyên tai kia xuống. Trong lòng Phong Phi Duyệt đã có suy nghĩ, chỉ là không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể nhịn xuống một hơi giấu trong lòng. Hoàng đế phất tay một cái, thì về thấy thế kéo tiểu hỷ tử xuống, là tâm đỡ Thi Tiệp Dư không tiện ở lại lâu, cũng lập tức trở về cảnh giả cung. Vừa bước vào giường, toàn thân cô ta liền đề phòng đứng đơ một chỗ không nhúc nhích, hai mắt hoảng sợ trận to. Nương nương, người sao vậy? Đào Tâm thấy cô ta thất thần, lo lắng. Đào Tâm, có người muốn giết ta. Thi Tiệp Dư nhìn khoảng giường tươi tốt run rẩy, từng bóng cây u ám giống như ma quỷ ùn ùn kéo đến, lại giống như những đôi tay bóp chặt mình không thở nổi. Thật là đáng sợ. Nương nương, đó chỉ là bóng cây mà thôi, không có ai cả, nô tỳ dìu người vào phòng nghỉ ngơi nhé. Đào Tâm cảnh giác nhìn quanh bốn phía nhưng cũng không thấy gì khả nghi. Thi Tiệp Dư bỗng dưng thôi làm loạn, ngoan ngoãn đi vào nội điện. Một luồng khí ấm đánh tới, khiến trống ngực cô ta khó khăn lắm mới an định, lần nữa là dồn dập. Đào Tâm, ngươi lùi xuống trước đi. Nương nương, nô tỳ ở lại hầu hạ ngươi. Cô gái không yên lòng, đỡ cô ta đến bên giường. Không sao, không cần, ta không sao. Thi Tiệp Dư lên giường, kéo chăn gấm lên rồi xoay người vào trong. Đào Tâm thấy thần sắc cô ta hoảng loạn, cũng không kiên trì nữa, khép cửa điện đi ra ngoài. Theo một tiếng can két đóng lại, hai mắt cô gái vốn đang khép chặt lập tức mở ra. Cô ta dán chăn gấm lên vừa định đứng dậy, liền thấy một bóng ảnh u ám đè ép trên đỉnh đầu. Mái tóc đen nhánh rơi xuống giống như một tấm lưới, nặng nề tiến đến. Thi Tiệp Dư kinh hãi, hai chân quỳ sụp lên giường, không dám nhúc nhích. Thuộc hạ tham kiến hoàng tôn. Thích Duệ đưa lưng về phía ánh trăng, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong đêm tối, nhìn không rõ lắm. Thi Tiệp Dư cúi thấp đầu, nam tử khẽ nghiêng người, lộ ra gương mặt câu nhân tà mị. Đồ đâu? Cô gái khiếp sợ, hai mắt sung huyết. Hoàng tôn, dịch kia! Dịch kia! Thích Duệ bước ra vài bước, lạnh mắt nhìn khuôn mặt thất kinh của cô ta. Bản tôn đã đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có lá gan như vậy. Thi Tiệp Dư âm thầm đoán định ý tứ trong lời hắn nói. Thánh chi kia nếu không phải nằm trong tay Thích Duệ, còn ai có thể biết được bí mật bên trong chuyện này? Bản tôn bảo ngươi làm việc, ngươi cư nhiên tự ý đem đồ giấu vào Phượng Liễm Cung. Nếu không phải ta đến sớm một bước, chẳng phải là thất bại trong gan tức. Ngữ khí nam tử âm nhu, không hề biểu lộ ra chút tức giận. Toàn thân Thi Tiệp Dư lạnh cống, không ngờ quanh đi quẩn lại, thánh chỉ vẫn bị Thích Duệ nắm trong tay. Xem ra, bản tôn thật sự không giữ lại ngươi được. Thích Duệ đột ngột chuyển giọng, âm thầm tích tụ sát khí. Thi Tiệp Dư nghe vậy, cuống quýt dập đầu, hai tay lôi kéo ống tay nam tử. Bạch Nguyệt không dám, thuộc hạ chỉ là muốn trừ đi hoàng hậu cái đinh trong mắt kia, cô ta luôn cản trở. Thuộc hạ không muốn để cô ta cản trở hoàng tôn mà thôi. Hai mắt Thích Duệ đầy hung ác, duỗi một cánh tay ra, năm ngón tay vững vàng kẹp cổ cô ta. Chuyện này còn chưa tới lượt ngươi. Cho dù bản tôn muốn khiến nàng ấy chết, nàng ấy cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Kẻ khác, nếu dám động vào một đầu ngón tay của nàng ấy, bản tôn liền phế bỏ hắn. Bàn tay dùng lực, nam tử nặng nề hất văng cô ta ra. Thi Tiệp Dư đụng vào khung giường một cái, vạt áo trước bị kéo ra một mảng lớn. Thất Duệ liếc mắt nhìn thấy vết sẹo nhạt màu trước ngực cô ta, môi mỏng khẽ kéo lên. Bản tôn sắp đặt ngươi ở bên cạnh hoàng đế, cũng không phải để ngươi động tình với hắn. Hết lần này đến lần khác, ngươi trái lại càng lúc càng điên cuồng. Thi Tiệp Dư chống lại ánh mắt muốn giết người của nam tử, cô ta vội vàng khép vạt áo trước. Bạch Nguyệt không dám. Cô ta biết Thích Duệ đang ám chỉ tới điều gì. Trận chiến ở Lạc Thành lần trước,
Lúc cô ta tự đẩy mình ra ngoài nhận lấy một chưởng trí mạng của hắn, cũng có nghĩa là cô ta bắt đầu bước đầu tiên tranh đoạt. Nếu nói cô ta phát điên, vậy thì chính là điên rồi. Người muốn tự tìm chết cũng được. Thất Duệ thình lình tiến tới gần cô ta, năm ngón tay bắt lấy cái cầm thon gọn rồi dùng lực nhấc lên. Nhưng mà đừng có bày trò đối phó với nàng ấy nữa. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, lần sau nếu như ngươi còn dám không nghe lời, ta băm dằm ngươi thành trăm mảnh. Dung tay một cái, khóe miệng Thi Tiệp Di đau đến không khép lại được. Thất Duệ cũng không thèm đếm xỉa đến, trực tiếp đi ra ngoài. Trong vòng 10 ngày thả sắc y ra. Cô gái không dám chống lại, chỉ có thể tạm thời đồng ý. Thất Duệ kính đáo ra khỏi Phượng Liễm Cung, vừa bước vào đình diện liền thấy Phong Phi Duyệt tay cầm trường kiếm, tựa hồ đã đợi khá lâu rồi. Nam tử sững sờ, trên người trường bào màu đen tuấn lãng phiêu dật, chỉ là mang theo vài phần u buồn không hòa hợp. Phi Duyệt suy đoán quả nhiên không sai, kẻ lấy đi thánh chỉ thật sự là Thất Duệ. Giao đồ ra đây. Thất Duệ khẽ giơ hai tay, khóe miệng nhếch lên giỡn cợt. Ta là tay không tới đây, nàng là muốn ta đem thân mình giao cho nàng sao? Bớt nói nhảm đi, nếu không giao ra đây, đừng trách ta gọi người tới. Phi Duyệt nhấc trường kiếm trong tay lên, Thất Duệ giơ một tay ra, mỉm cười. Cho dù nàng có gọi hết người trong hoàng cung tới đây, cũng không bắt được ta. Nam tử thò tay vào trong tay áo, cầm thánh chỉ màu vàng chói mắt lên vuốt da trong lòng bàn tay. Là vật này sao? Phi Duyệt thu hồi trường kiếm, tiến lên trước một bước. Trả lại cho ta. Đây không phải là đồ của nàng. Thất Duệ thu tay lại. Muốn vật hoàng nguyên chủ, trước tiên trả lại đồ của ta đây đã. Phi Duyệt nhíu mày thận trọng mở miệng. Đồ của người là cái gì? Nam tử giấu thánh chỉ vào lại trong tay áo, môi mỏng kéo căng, cợt nhã tiến lên. Nàng đấy. Ngươi còn tiến lên, ta liền xuyên thủng lồng ngực của ngươi. Phong Phi Duyệt thấy hắn đi lên trước, liền đem kiếm trong tay chĩa thẳng lồng ngực Thất Duệ. Nàng thử xem. Nam tử đi lên trước, hai mắt bức thẳng vào trong mắt Phong Phi Duyệt. Nàng cảm thấy cổ tay càng lúc càng nặng nề. Mũi kiếm đã đâm ra nếp uốn trước lồng ngực hắn, dùng lực nhẹ một chút là có thể thấy máu. Trong hốc mắt đột nhiên chua xót lợi hại. Phi Duyệt thất kinh, lùi ra một bước. Ta không muốn đả thương ngươi, chỉ muốn lấy lại đồ. Ta cũng vậy. Thất Duệ từng bước ép sát, một tay chợt bắt lấy lưỡi kiếm. Phi Duyệt quảng hốt bất an, động tác cứng ngắc. Duyệt Nhi, nàng nói, nếu ta đem vật này cùng với nàng đưa cho hoàng đế, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Phi Duyệt bị hỏi đúng chỗ đau. Lựa chọn giữa một trong hai này giống như một cái gai, mỗi lần đều găm chặt, khiến nàng không dám đối mặt. Thất Duệ thấy nàng nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, trên tay nhẹ dùng lực, liền kéo nàng đến gần mấy bước. Phi Duyệt hoàng hồn, lập tức kéo trường kiếm trong tay. Thất Duệ, nếu như ngươi thật tâm cũng sẽ không đối với ta như vậy. Bàn tay nam tử còn chưa kịp rút về, trong lòng bàn tay đã dính đầy máu. Phi Duyệt thấy thế, tay nắm chặt trường kiếm buông lỏng, đứng một chỗ, nước mắt lại không thể đè nén được trào ra. Duyệt Nhi, là nàng thay đổi. Trên tay hắn không cảm thấy đau, tim lại đau lợi hại. Phi Duyệt không hiểu đầu đuôi, thứ vừa rơi từ trên mặt mình xuống rõ ràng là nước mắt. Nàng cuống quýt lau đi. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Không hiểu, vì sao nàng lại khóc? Thất Duệ cố chấp, hắn tiến lên, giữa ngón tay rủ xuống nở rộ từng đóa hoa cô lệ, nhúng đầy mặt đá xanh cổ kính. Phi Duyệt ngước mắt nhìn nam tử, đột nhiên nảy sinh chút cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Ta tới trễ một bước, lẽ nào thực sự phải bỏ qua cả đời hay sao? Bị hắn ép hỏi như vậy, trái tim Phi Duyệt đại loạn, nốt ruồi dưới khóe mắt kia đột nhiên mơ hồ đau nhức. Thất Duệ! Người ở bên cạnh nàng phải là ta, chứ không phải hắn. Ta đã nhớ ra rồi, vì sao nàng lại quên chứ? Hai tay nam tử nắm lấy đầu vai thon gầy của nàng. Ngươi đang nói gì? Phi Duyệt dùng sức đẩy hắn ra, nàng hoảng sợ nhìn quanh tứ phía, chợt thấy đầu đau muốn nứt. Không phải Quân Duyệt, ngươi nhận lầm người rồi. Thất Duệ giữ chặt cổ tay nàng, nghiêm túc. Ta biết nàng không phải Quân Duyệt. Hắn
giơ ngón trỏ chạm nhẹ lên khóe mắt xinh đẹp của cô gái. Duyệt Nhi, quả lệ nốt ruồi này, mỗi giọt nước mắt nàng rơi xuống chỉ có thể vì ta. Khi Duyệt đang giãy giụa, bỗng nhiên an tĩnh lại. Nàng ngắm nghía nam tử trước người, nước mắt lã chả rơi. Cho dù là ta quên đi cũng được, thay đổi cũng chẳng sao. Ta nói rõ với ngươi một câu, ta không muốn nhớ lại cái gì cả. Đời này, ký ức của ta là hoàn chỉnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào. Có người nói, nữ nhân có lệ nốt ruồi, cả đời sẽ không hạnh phúc. Đó cũng chỉ là truyền tai nhau mà thôi. Cái nên tìm, ta đã tìm được rồi. Hắn không phải. Bách Duệ kiên quyết phủ nhận, thanh âm cất cao. Chàng ấy có phải hay không là do ta quyết định? Tiêu Diệt vẫn chấp nhất như cũ, trong đôi mắt đẫm lệ, phần kiên định kia tỏa sáng rực rỡ. Ta trời sinh ích kỷ, không quan tâm đến ai khác. Nếu như ngươi không muốn động thủ với ta, thì giao đồ ra đây. Ánh mắt Thất Duệ xa sầm, khó mà tin được. Duyệt Nhi. Tiêu Diệt đã rối loạn, nhất trường kiếm công kích lên trước. Nam tử né tránh, không ngờ sẽ giao thủ trong tình cảnh như vậy. Thi Tiệp Dư len lén núp trong một góc tối, bàn tay giơ cao ám khí lên, lại chần chừ không động thủ. Cô ta nhớ đến cảnh cáo của Thất Duệ, cho nên chỉ núp ở bên cạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ xem ra, giữa hai người bọn họ nhất định là có gì đó dây dưa. Bằng không, người bạc tình tàn nhẫn như Thất Duệ cũng sẽ không năm lần bảy lượt bỏ qua cho Phong Phi Duyệt. Thi Tiệp Dư ngồi trong góc tối, dưới bụng đột nhiên truyền tới một hồi đau nhức. Hai tay cô ta dùng sức đè lại, cảm giác kia lại càng lúc càng nghiêm trọng, ùng ùng kéo tới. Mồ hôi lạnh trên trán tứa ra, cô ta lộ vẻ mặt kinh hoảng. Gần đây, thân thể của mình cho dù không dùng hổ lang chi dược nữa, nhưng vẫn không chống đỡ được, phần bụng lại đau dữ dội. Thu hồi ám khí vào tay áo, Thi Tiệp Dư tựa lên vách tường không ngừng thở dốc. Bên ngoài vẫn còn đang dây dưa, Thất Duệ một tay bắt được trường kiếm trong tay Phong Phi Duyệt. Đồ ta sẽ không đưa cho nàng. Nói cho hắn biết, những gì hắn nợ ta, ta sẽ đòi lại từng thứ một. Thanh âm ngang ngược, lách người một cái ẩn mình vào trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Khi việc đuổi theo mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy khói mù, ra kiếm vào lại trong vỏ, cũng không quay đầu lại, rời khỏi cảnh già cung. Cho đến khi nàng đi thật xa rồi, thì Tiệp Chi mới cẩn thận bước ra. Chỉ đi được mấy bước, liền suy yếu nằm dài trên hành lang. Phi Duyệt trở lại tẩm điện hoàng đế, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nam tử. Một đường đến thẳng Phượng Liễm Cung, vừa mới đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng kiếm gào thét. Sâu trong rừng cây, nam tử một thân lệ khí dung nhập vào trường kiếm trong tay. Phi Duyệt nhìn cành lá tán lạc dưới đất, cùng với tiếng gió thổi hỗn loạn bất kham, khẽ lắc đầu. Nàng một tay cầm kiếm, giữa chân đẩy lùi sát khí của hoàng đế. Cô giả ký xoay người, chí âm tựa như cảm sắc gian vọng, chấn động đến trời đất cũng rung cảm. Nam tử cầm lấy trường kiếm trong tay nàng, nhấc tay áo lên, lau cho nàng. Phi Duyệt ngước đầu, hai mắt thích ý khép lại. Thân thể đột nhiên bị ôm lên, lòng ngực đè xuống gắt gao dính chặt. Phi Duyệt bị dồn ép không động đậy được. Nàng chỉ có thể dùng tay quấn quanh cổ nam tử. Hoàng đế ôm gọn thắt lưng nàng trong tay, bước chân trầm ổn tráng kiện đi về phía nội điện. Kể từ khi nàng hồi cung, xảy ra quá nhiều chuyện khiến bọn họ không kịp chuẩn bị ứng phó. Đặt nàng lên giường, nam tử áp sát đè lên trên người cô gái, mặc dù rất nặng lại vô cùng chân thật. Duyệt Nhi, nàng không cần lo lắng. Không thể cho nàng điều tốt nhất lại khiến nàng thời thời khắc khắc lo lắng cho mình. Phi Duyệt Nhi nâng tay bưng lấy hai gò má nam tử. Thiếp không lo lắng, mặc dù đồ bị mất rồi, nhưng thiếp một chút cũng không sợ. Cô già kiết nhìn thấy kiên trì trong mắt cô gái, khóe miệng hờ hững, nhẹ nhàng cong lên. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, nàng sẽ làm thế nào? Câu trả lời của Phong Phi Duyệt trước giờ chưa từng do dự, dứt khoát rõ ràng. Chàng sống, thiếp liền sống. Chàng chết, thiếp cũng chết. Từ nay về sau, mạng của ai cũng không quan trọng bằng Duyệt Nhi. Lựa chọn sống chết
ta sẽ không đẩy nàng ra ngoài nữa. Ta sẽ bất chấp tất cả bảo hộ nàng chu toàn. Ta cũng sẽ giống như nàng, bất luận là đúng hay sai, ta chỉ tin lời nàng nói. Nàng làm cái gì, ta liền đứng trên cùng một con đường với nàng. Cô Già Kiết đè người xuống, môi mỏng nhạt khắc lên khóe môi nàng. Hôm nay phản ứng hoàng đế có chút khác thường. Hắn không phải kẻ hồ đồ, đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện, đến bây giờ mới buộc mình không thể không thừa nhận. Chua quá. Phi Duyệt nhíu mày, bị nước mắt làm mờ đi tầm mắt. Hoàng đế khẽ nhấc người lên, ngón trỏ lau đi khóe mắt nóng hổi của nàng. Ta cũng cảm thấy nước mắt của nàng cũng sắp chua ra rồi. Phi Duyệt kề sát mặt vào lòng ngực hắn. Những lời buồn nôn như vậy, thiếp cho rằng cả đời này cũng sẽ không phát ra từ miệng chàng. Nam tử cười khẽ. Buồn nôn sao? Nàng nôn ra trước đi đã. Lời thiếp nói là thật. Cô Già Kiết ôm e nàng nhấc nàng lên trước mặt mình. Lời ta cũng nói là thật. Hai bên có thể cho nhau tin tưởng lại quan trọng như vậy. Chỉ là đến bây giờ ta mới thật sự hiểu được. Dứt khoát dịu dàng che đôi môi nàng lại. Cô gái rên lên một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào long bào của hắn cũng bị cởi ra rồi. Phi Duyệt cúi đầu xuống, danh mắt đỏ lên. Cô Già Kiết khăng khăng kéo nàng lên, nàng lại nhất quyết ép đầu xuống. Phi Duyệt cười khẽ, chỉ vì một câu nói của cô Già Kiết. Hắn nói, từ nay về sau, mạng của ai cũng không quan trọng bằng Duyệt Nhi. Hai tay nàng ôm chặt thắt lưng nam tử, trong khoảnh khắc va chạm vào nhau, ý thức duy nhất của nàng chính là sinh cho hắn một đứa con. Trán kề trán, trong đáy mắt hắn, nàng nhìn thấy da mặt yêu kiều nở rộ của mình. Nàng không nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, có lẽ phần thánh chỉ kia đúng là kiếp số trí mạng của bọn họ. Nơi bị đốt cháy kia vẫn đang mơ hồ phát đau, có lẽ là trời cao đang nhìn. Cô Già Kiết cả đời chán giết quá nhiều, có lẽ chung quy không thể qua được cửa ải này. Có lẽ trên đời thật sự có báo ứng, không cho bọn họ có được đứa con của mình. Hoặc có lẽ, cái việc tình lệnh dùng sức bật dậy ôm chặt cổ nam tử, không cần biết có bao nhiêu cái có lẽ, có một điểm nàng có thể khẳng định đó chính là hắn sẽ không cô độc bởi vì có nàng ở bên cạnh hắn. Cô Già Kiết không hiểu gì sao nàng bỗng nhiên sợ hãi. Hắn ngừng động tác, giương tay giặt sợi tóc bị mồ hôi nàng thấm ướt ra, dùng sức một cái, siết nàng chặt vào mình. Chương 191, âm mưu cuối cùng. Ngày trước trong Từ An điện, Lê Dương gia đi thỉnh an, Đông Thái hậu một tay đeo chỉ sáu đang nằm tựa lên ghế mây. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Lệ Nhi, người phụ nữ mỉm cười vẫn nằm nghiêng như cũ không ngồi dậy. Gần đây tiết trời chuyển lạnh, con cũng không cần ngày nào cũng tới Từ An điện thỉnh an. Sao có thể như vậy được? Mẫu hậu, trước kia là con không hiểu chuyện. Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không thể giúp người phân ưu. Lệ Dương gia tiến lên, tùy ý ngồi bên cạnh, hai tay đặt lên bả vai Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu giương tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, da mặt đầy thỏa mãn, tóc mai hai bên lộ ra dài mảnh sương trắng. Lệ Nhi, có thể có tâm tư như vậy là tốt rồi, cũng không có uổng công mẫu hậu vì con nhiều năm như vậy. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nơi bả da bà ta. Đông Thái Hậu ngước mắt lên, mà nam tử phía trên thì đang ngắm nhìn gò má quen thuộc kia. Lệ Nhi, mẫu hậu có chuyện gì? Lệ Duyên gia dừng động tác trong tay, cúi đầu xuống. Có một chuyện mẫu hậu vẫn luôn giấu, không nói cho con biết. Đông Thái Hậu xoay đầu lại, thần sắc nghiêm túc. Mấy năm này con có nghe nói đến Độc Bộ Thiên Nhai không? Nam tử bỏ hai tay xuống, lơ đãng xoa xoa lòng bàn tay. Hắn nhíu chân mày, thân sắc mờ mịt quay sang chỗ khác. Dĩ nhiên là biết, Độc Bộ Thiên Nhai vẫn là tà giáo lớn nhất trên giang hồ. Mấy năm này, thế lực càng lúc càng trải rộng trên võ lâm, không thể xem thường. Đông Thái Hậu gật đầu, một tay dán cái chăn đắp trên đầu gối lên. Hoàng tôn của Độc Bộ Thiên Nhai tên là Thất Duệ,
Mẫu hậu trước giờ vẫn luôn không nói với con. Nó thật ra là ca ca của con. Lệ Dương Gia theo động tác của Thái hậu mà bật dậy, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ kinh ngạc. Hắn? Người phụ nữ gật đầu, thân thể đứng trước mái hiên lưu ly. Lúc đó, các con vốn dĩ là một đôi sanh đôi, chỉ là nó từ nhỏ liền bị tỷ tỷ đưa ra khỏi cung, chịu không ít khổ cực, cũng chỉ vì một ngày có thể trợ giúp con. Lệ Dương Gia không hiểu, đồng thái hậu xoay người, nghiêm giọng nói. Lệ Nhi, mẫu hậu là gì muốn đưa con lên hoàng vị? Ngữ khí bà ta lãnh liệt, Lệ Dương Gia nghe vậy, gương mặt tà mị quay sang nhìn bà ta. Mẫu hậu, nhi thần không dám. Đồng thái hậu kéo khóe miệng xuống, xoay người sang chỗ khác, lộ ra vài phần giễu cợt. Bà ta thay đổi giọng điệu, hai mắt nhíu lại. Đáng tiếc, tiểu thất lòng nó có tạp niệm, mẫu hậu vô cùng lo lắng. Lệ Dương Gia cẩn trọng lắng nghe ý tứ trong lời bà ta nói. Đồng thái hậu trầm giọng, hạ thấp thanh âm đi đến bên cạnh hắn. Phần thánh chỉ lúc hoàng đế đăng cơ kia đã rơi vào tay tiểu thất. Bổn cung năm lần bảy lượt truy hỏi, nó thì hay rồi, dứt khoát đến một tin tức cũng không có. Mẫu hậu là sợ tiểu thất sẽ có giả tâm đến đoạt lấy tất cả những thứ vốn nên thuộc về con. Lệ Dương Gia giãn chân mày đang nhíu chặt ra, hắn nhìn người phụ nữ bên cạnh mở miệng. Huynh ấy là ca ca của con, mẫu hậu vì sao lúc trước người không nói? Lúc ấy vẫn còn tỷ tỷ, tỷ ấy không cho ta đem chuyện này nói cho bất kỳ ai. Biết chuyện này chỉ có hai người chúng ta. Bà nhỏ giọng thở dài, ngồi xuống một bên. Mẫu hậu biết, đối với tiểu thất, ta trước giờ vẫn luôn nợ nó. Nhưng mà bây giờ, ta không còn cách nào khác. Lệ Nhi, con phải lập tức lấy lại được phần thánh chỉ kia. Trong mắt Lệ Dương Gia lóe lên một tia tàn độc, hắn gật đầu cùng bàn bạc với Đông Thái Hậu một lúc, sau đó mới đi ra khỏi Từ An Điện. Ba ngày trước, hắn đã biết rõ người phụ nữ chết trong Từ An Điện vốn không phải là Tây Thái Hậu. Quan hệ của hắn cùng Thất Duệ, Đông Thái Hậu đã sớm lặng lẽ báo cho hắn biết, chẳng qua là giấu Tây Thái Hậu mà thôi. Nhìn bóng lưng Mạch Tu dần dần đi xa, hai tay Lệ Dương Gia rũ xuống, dùng sức siết chặt. Cặp mắt tà tứ kia, lúc nam tử xoay người, đột nhiên trở nên ương ước. Hắn biết rõ Tây Thái Hậu là giả, nhưng vẫn tìm Mạch Tu giúp một tay. Quan hệ của ông ta cùng mẫu hậu, trong lòng Lệ Dương Gia hiểu rất rõ. Người Đông Thái Hậu chờ đợi cả một đời, bây giờ coi như là thỏa mãn ước nguyện của bà ta, để bọn họ sống chết có thể bầu bạn. Hắn biết, hắn nhất định phải xuống tay sớm. Nhớ tới cảnh Đông Thái Hậu chết thảm, Lệ Dương Gia chợt cảm thấy lòng ngực đánh tới một trận bức bối, một đường đi thẳng ra ngoài cung. Trở lại Lệ Dương Phủ, gió đêm theo mái hiên cong cong mạnh mẽ thổi xuống, bước chân nam tử bỗng trở nên thận trọng, đẩy cửa điện ra, chạm mặt truyền tới chút bất thường. Lệ Dương Gia đi vào, bên trong không một bóng người, hắn chắp tay sau lưng vừa bước vào nội điện, liền thấy một nam tử đứng thẳng trong nội đường, thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía mình. Hắn dựng bộ trường sa màu đen, thân thể tĩnh mịch, nghe thấy tiếng động liền xoay người lại. Lệ Dương Gia không hề có cảm thấy bất ngờ, ngồi thẳng xuống bên cạnh. Ca ca. Thất Duệ thấy hắn thần sắc mệt mỏi, liền ngồi xuống theo. Lệ Dương Gia giơ hai tay che mặt, thanh âm lọt ra giữa cả tay có chút đè nén. Mẫu hậu mất rồi. Cổ tay nam tử bưng chén trà khẽ rung, nước một chút dậy ra ngoài, ra bàn tay đỏ lên. Vậy sao? Nghe hắn lãnh đạm mở miệng như vậy, Lệ Dương Gia buông tay ra. Cà, ngày đó người chết là mẫu hậu, huynh sao có thể bình tĩnh như vậy? Thất Duệ mở mau mỏng, khẽ nhấp một ngụm trà, cảm thấy đắng gắt tới nỗi không nuốt xuống được. Đây là thứ bà ấy vẫn muốn. Hắn nói xong, từ trong tay áo rút ra một vật đặt trước mắt Lệ Dương Gia. Mảnh vải màu vàng tươi quấn quanh trục gỗ, nhất thời hiện ra vài phần chói mắt. Bây giờ lấy được rồi, cầm lấy đi. Nhìn phần thánh chỉ kia, trái tim Lệ Dương Gia như nặng thêm ngàn cân. Huynh đối với mẫu hậu chỉ có hận thôi sao?
Hắc Duệ không nói một lời, đứng dậy định rời đi. Lệ Dương gia thấy thế, vội vàng bật dậy. "Ca, Tây Thái Hậu bên kia, huynh phải cẩn thận một chút. Theo ý tứ trong lời bà ta, là muốn huynh đệ chúng ta tương tàn, có khả năng sẽ bất lợi với huynh." "Giữa tay và chân, sớm đã tương tàn rồi, không phải sao?" Hắc Duệ xoay đầu lại, cô tịch trong mắt, có một loại hy vọng khó nói thành lời. "Nếu như có thể, ta tình nguyện không cần cái gì cả." Lệ Dương gia nhìn hắn đi ra tẩm điện. Thất Duệ mặc dù hành sự kỳ quái, nhưng đối với mình lại cực kỳ tốt. Lệ Dương gia đã từng nghĩ, Thái hậu hai cung đưa ca ca ra khỏi cung từ nhỏ, đơn giản chính là vì sẽ có một ngày có đại biến. Ngày đó, đứa trẻ bị ôm đi không phải là Thất Duệ thì chính là mình. Hắn có thể hiểu, ca ca đối với tình thân của con người bình thường nhất định là cực kỳ khao khát. Huynh đệ ba người, nhưng ở trong mắt cô già kiết, Thất Duệ là thành cái gai đâm trong thịt của hắn, trở thành người của tà giáo bên ngoài. Nhìn hắn đi ra một bước, Lệ Dương gia ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn đuổi theo. "Ca ca, thời gian này đừng hành động thiếu suy nghĩ, hoàng đế đang phái người truy tìm tung tích của huynh khắp nơi." Thất Duệ cũng không quay đầu, nói như mây trôi nước chảy. "Nếu như đồ đã tới tay, ta chỉ muốn mang nàng ấy rời đi." Lệ Dương gia đi tới bên cạnh nam tử. "Người huynh nói là hoàng hậu." Hai chữ cuối cùng hắn nói cực kỳ thận trọng. Thất Duệ nghe xong xoay đầu lại, từng câu từng chữ rõ ràng. "Nàng ấy không phải hoàng hậu, sau khi ta mang nàng ấy rời đi, cũng sẽ không trở về nữa." "Ca, nàng ấy sẽ không đi cùng huynh đâu, bằng không, ban đầu cũng sẽ không trở lại." Lệ Dương gia đột nhiên ngăn cản trước người hắn. "Nàng chỉ là quên mất một chuyện mà thôi." Thất Duệ vẫn kiên trì như cũ. "Ta đã đồng ý với nàng ấy, đi đến đâu cũng sẽ đưa nàng theo cùng." Nam tử nói xong, không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Lệ Dương gia nhìn bóng lưng hắn biến mất, thần sắc dần trở nên ảm đạm. Vừa xếp lại tập 83 Dù Quân Ngoan. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.